nhưng mà liệu chúng ta có làm được không? Vấn đề tổ chức thực hiện của chúng ta kém, phải nói là rất kém. Chúng ta thiếu nhiều mặt, từ mặt luật pháp, từ mặt tổ chức phối hợp, từ mặt tổ chức điều tra xác minh, từ cái việc là giáo dục mọi người, chúng ta làm không tốt, phải nói rằng chúng ta làm chưa tốt. Bởi vì cái cuộc đấu tranh này nó phải có sự đồng bộ giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp và lực lượng thực thi. Nhưng trong thời gian vừa rồi, bản thân doanh nghiệp cũng chưa mặn mà, và doanh nghiệp thời hợt, hứng hờ với cuộc đấu tranh này. Thậm chí có còn người ngại nói đến mình có hàng của mình mà bị làm giả. Cho nên cái sự vào cuộc của doanh nghiệp còn kém. Còn đối với lực lượng thực thi thì phải nói rằng chính phủ nói rất nhiều nhưng tổ chức thực hiện nó không tốt. Các đường dây buôn lậu làm hàng giả vẫn hoành hành mà chúng ta tập trung đánh vào cái nào, thỉnh thoảng với đường phụ. Còn cái việc diễn ra trên thị trường hàng ngày thì các lực lượng thực thi thậm chí là làm không hết trách nhiệm, phải nói thế, làm không hết trách nhiệm.